Rồi chào mừng tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương ạ. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Em có ghim số điện thoại trên màn hình ha. Rồi thì bên em bán hàng là có ship toàn quốc cho anh chị ha. Thì thời gian giao hàng khoảng từ 3 đến 4 ngày tùy theo khu vực nha anh chị. Khi mà shipper giao hàng cho anh chị thì anh chị nên mở hàng ra kiểm tra hàng test máy trước thanh toán nha anh chị. Kiểm tra ok thì mình nhận hàng, mà cảm thấy không ok, không giống như những gì mà em quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng ha. Rồi đầu like em sẽ thanh lý cho anh chị một dòng máy Samsung ha. Đây là Samsung A30s nha anh chị, màu xanh tím này. Con này ngoại hình của nó cũng còn đẹp nha anh chị, tầm khoảng trên 90% này, màu xanh tím nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch nè. Con này bản RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Galaxy A30s nè. Phiên bản Android 11 chấm nha anh chị, máy xài được 2 SIM và con này vân tay của nó hiển thị dưới màn hình luôn nha anh chị, máy không lỗi lầm gì hết ha. Rồi giá bán cho anh chị là 1 triệu 8 nha anh chị, giá 1 triệu 8. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Samsung Galaxy A30s ạ. Giá 1 triệu 8 thôi nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A02 nè. Samsung A02 thì màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này thì được cái màn hình to 6.5 inch ha. Pin trâu khỏe 5000 mAh, mấy cái dòng này xài bền. Và pin của nó cực kỳ trâu nha anh chị, bản RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok, lướt web các kiểu ok ha. RAM 3 bộ nhớ 32 GB này. Màn sáng đẹp nha anh chị. Giá bán của Samsung A02 thì 1 triệu rưỡi nha. Giá 1 triệu rưỡi nha anh chị, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị đầy đủ ạ. Samsung Galaxy A02 giá 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp nữa là một con dòng Redmi 8. Redmi 8 màu đen xám nha anh chị, con này ngoại hình của nó cũng còn bóng bẩy này, màn hình LCD 6.3 inch. Redmi 8 bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB nha anh chị, xài được 2 SIM ha. Con này thì pin của nó là 5000 mAh nha anh chị, pin trâu khỏe. Có hỗ trợ sạc nhanh nha. Cảm ứng rất là nhạy luôn. Rồi Redmi 8 thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là 1 triệu 3 nha anh chị. Giá 1 triệu 3, màn hình của nó hơi già nha anh chị ơi. Đây, em đỡ cái màn hình rõ cho anh chị thấy nè. Màn hình hơi già này nha anh chị, nói chung không ảnh hưởng gì hết ha. Đó. Giá 1 triệu 3 nè. Mọi chức năng được ok, vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi Note 7. Redmi Note 7 thì màu đen nha anh chị. Con này cũng tầm khoảng 92% này. Màn hình 6.3 inch. Redmi Note 7 bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB này. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Con này nó chạy chip Snapdragon là 660 ha, 660. Mình có thể mua về xài chơi game nha anh chị ơi. Chơi game được này. Game Liên Quân, Free Fire, PUBG ok. Rồi Redmi Note 7 thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là 1 triệu 6 nha anh chị. Giá 1 triệu 6. Con này pin của nó là 4000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh này. Giá 1 triệu 6 ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi 9C này. Redmi 9C màu xanh dương nha anh chị. Màu xanh dương. Ngoại hình cũng còn mới len keng ha. Màn hình to 6.5 inch. Con này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị ơi. Đây, bộ nhớ 64 GB. Pin của nó là 5000 mAh ạ. Mình xài được 2 SIM nha anh chị. Dòng Redmi 9C thì em để lại giá cho anh chị là 1 triệu rưỡi ha. Giá 1 triệu rưỡi nha anh chị cho bản 64 GB này. Mọi chức năng đều full ok hết nha anh chị. Mình xài được 2 SIM. Con này pin của nó cực kỳ trâu luôn ha. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A5. Đây là Oppo A5 đời 2020 nha anh chị. Đời 2020 màu đen. Ngoại hình của nó tầm khoảng 96-97% luôn ha. Màn hình to 6.5 inch nè. Oppo A5 đời 2020. Con này bản RAM 3 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 64 GB. Và nó sở hữu chip Snapdragon là 665 ha. Mình mua về xài chơi game cũng ok nha anh chị. Cam bọng đẹp nè. Rồi giá bán của Oppo A5 đời 2020 bản 64 GB, giá bán là 1 triệu 8 nha anh chị. Con này em sẽ thanh lý cho anh chị với giá 1 triệu 8 thôi ha. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nè.
Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A20s màu đen nè. Samsung A20s màu đen nha anh chị. Đó, ngoại hình của nó cũng còn đẹp nha. Màn hình to 6.5 inch, màn hình LCD. Thì con này bản RAM 3 nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Galaxy A20s. À, phiên bản Android 11 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 4000 mAh. Rồi Galaxy A20s ha. Em đổi lại giá cho anh chị là 1 triệu 6 nha anh chị. Giá 1 triệu 6 màu đen nè. Có đây. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo Y15s. Vivo Y15s thì màu xanh nhạt nha anh chị ơi. Con này ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% ha. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Và con này nó chạy phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. Dòng mới ha. Rồi con em để lại giá cho anh chị 1 triệu 8 này. Vivo Y15s nha anh chị. Giá 1 triệu 8. Có đầy đủ phụ kiện cho anh chị ha. Và pin của nó 5000 mAh nha anh chị. Vivo Y15s giá chỉ có 1 triệu 8 thôi ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vsmart nè. Đây là Vsmart Joy 4 nha anh chị. Màu đen xám. Ngoại hình cũng còn đẹp ha. Không cày xước gì hết nha anh chị. Cầm cái máy rất là chắc, rất là nặng luôn nha anh chị ơi. Con này pin của nó trâu. Vsmart Joy 4 bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Con này thì pin cũng 5000 mAh và nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Đó. Giá bán cho anh chị là 1 triệu 6 này. 1 triệu 6, con này em sẽ tặng cho anh chị một cái miếng dán cương lực và bộ sạc ha. Con này em không có ốp lưng nha anh chị, chỉ có sạc và ốp và cái miếng dán cương lực thôi. Con tay còn đầy đủ hết ha, con này có hỗ trợ sạc nhanh nè. Giá 1 triệu 6 nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A94 này. Oppo A94 màu đen xám nha anh chị, màu đen xám. À, con này nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED 6.4 inch ha, 6.4 inch. Màn sáng đẹp không ám ố phản quang nha anh chị. Màn hình đốt ruồi này. Oppo A94 bản RAM 8. Bản RAM 8 cộng 3 nha anh chị. Bộ nhớ trong của nó là 128GB ha. Và con này nó chạy phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị ơi, 12 chấm cam đẹp cực kỳ luôn, rất là nét luôn nha anh chị. Mấy cái dòng mà màn hình Super AMOLED thì cái màn cái hình ảnh của nó rất là sắc nét ha. Rồi giá bán của Oppo A94 là 3 triệu 3 nha anh chị. Con này em thanh lý còn 3 triệu 3 thôi. Có sạc ốp lưng và rồi tiếp theo nữa là một con dòng Mi 10T Pro ạ. Mi 10T Pro 5G nha anh chị. Thì con này hôm trước khách có chốt cọc rồi nhưng mà bây giờ khách không đủ tiền á. Cho nên khách hủy ha. Bây giờ em sẽ thanh lý lại cho anh chị nha. À, con này nó có màu xám nha anh chị, màu màu xanh xám á. Cái ngoại hình của nó này viền hơi nhăm trài theo thời gian nha anh chị. Cái viền hơi nhăm trài theo thời gian này. Còn mặt lưng mặt trước thì còn còn đẹp nha anh chị. Màn hình to 6.67 inch. Con này cái tần số quét của nó lên đến 144 Hz nha anh chị. Đây, giới thiệu về điện thoại Mi 10T Pro 5G nha anh chị. Bản RAM 8 cộng 3, bộ nhớ của nó lên đến 256GB nha anh chị. Bộ nhớ rất là cao ha, mua về mà tha hồ mà lưu trữ dữ liệu nha anh chị. Và đặc biệt hơn nữa thì con này cái nó chạy chip Snapdragon nha anh chị, chip Snapdragon là 865 ha. 865 là chip ROG nha anh chị, mua về xài chơi game bao mượt luôn nè. Pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Con này có hỗ trợ sạc nhanh ha, sạc 33W nha anh chị. Cam cực kỳ đẹp nè. Con này camera của nó lên đến 108 MP nha anh chị. Đó, 108 MP ha. Rồi giá bán cho anh chị là 3 triệu 3 triệu 6 nha anh chị. Con này em sẽ thanh lý lại với giá là 3 triệu 6. Có sạc này, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Đó. Mi 10T 5G nha anh chị ơi. Giá 3 triệu 6 ạ. À. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme 5i. Realme 5i thì màu xanh xanh rêu này, màu xanh rêu rất là đặc biệt luôn nha anh chị. Con này màn hình của nó tầm khoảng 6.5 inch ha. Màn hình giọt nước nha anh chị. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB này. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị và pin của nó là 5000 mAh ạ. Rồi con này em đổi lại giá cho anh chị là 1 triệu 8 nha anh chị, Realme 5i giá 1 triệu 8 có đầy đủ phụ kiện ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A15. Oppo A15 màu trắng nha anh chị, trắng tinh luôn ha, rất là đẹp luôn nè. Ngoại hình trên 95% nha anh chị.
màn hình giọt nước 6.5 inch. Oppo A15, bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Con này pin của nó là 4200mAh ha. Đó, xài được hai sim nha anh chị. Con em để là giá cho anh chị 1 triệu 8 nè. Oppo A15 màu trắng ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A12 nè. Oppo A12 màu xanh nhạt nha anh chị ơi. Con này thì cái màn hình của nó 6.2 inch ha. Nói chung thì cũng nhỏ, vừa gọn trong lòng bàn tay ha. Oppo A12, bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Con này pin của nó là 4230 nè. Giá bán là 1 triệu 4 nha anh chị ơi. Oppo A12 thì 1 triệu 4. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo Reno 5 nè. Oppo Reno 5 thì em mới vừa hai ba con như thế này ha, đều màu màu bạc ánh kim nha anh chị, màu bạc ánh kim luôn. Em có tầm khoảng 3 con á. Màn hình Super AMOLED nha anh chị. Con này thì màn hình 6.4 inch nè, màn hình đốt ruồi ha, rất là đẹp luôn. Sáng đẹp nha anh chị. Oppo Reno 5, bản RAM 8 cộng 3, bộ nhớ là 128GB nha anh chị. Con này nó sở hữu cái chip Snapdragon là 720G nha anh chị, 720G. Đó, Oppo Reno 5 giá bán là 3 triệu 6 nè. Giá 3 triệu 6 nha anh chị, màu bạc ánh kim. Có đầy đủ phụ kiện cho anh chị ha. Oppo Reno 5 là 3 triệu 6. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo Y19. Vivo Y19 màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt. Ngoại hình còn len ken nha anh chị ơi, tầm khoảng 95% hơn nè. Màn hình to 6.53 inch nha anh chị. Vivo Y19 hay còn gọi là Vivo 1915 ha. Con này nó chạy phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. RAM 6, bộ nhớ trong của nó là 128GB ạ. Xài được hai sim nha anh chị. Giá bán là 2 triệu mốt thôi ha. Vivo Y19 giá 2 triệu mốt nha anh chị. Con này cũng có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi Note 10 này. Redmi Note 10 màu xanh lá nha anh chị ơi, màu xanh lá. Ngoại hình trên 95% nha anh chị, đẹp ken luôn, không trầy xước luôn nha anh chị ơi, không trầy xước mặt trước mặt sau luôn ha. Màn hình đốt ruồi 6.5 inch. Tên thiết bị là Redmi Note 10 5G nha anh chị. Con này có bạn có size bản 5G ha. Bản RAM RAM 4 cộng 2, bộ nhớ của nó là 128GB nha anh chị. Pin lên đến 5000mAh ha. Đó. Redmi Note 10 5G. Giá bán là 2 triệu 4 nha anh chị. Con này em sẽ thanh lý với giá là 2 triệu 4 thôi ha. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Vân tay nó nằm ở bên hông nha anh chị. Giá là 2 triệu 4, máy rất là đẹp luôn nha anh chị, màu xanh lá ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi 9 nè. Redmi 9 màu xám nha anh chị, màu đen xám nè. Ngoại hình trên 95% nha anh chị. Con này màn hình to 6.5 inch. Redmi 9 bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Và con này nó chạy chip là chip G80 ha. G80 nha anh chị, xài được hai sim. Giá bán của Redmi 9 là 1 triệu 8 nha anh chị. 1 triệu 8 cho bản RAM 3, bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 5000mAh ạ. Vân tay ở phía sau nha anh chị. Vân tay ok hết. Có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn. Màu đen xám nha anh chị, giá 1 triệu 8. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A16. Oppo A16 màu xanh xanh dương nha anh chị. Con này máy mới len ken luôn ha, tầm khoảng 98% luôn nha anh chị. Đó. 4 cam ha. Màn hình 6.5 inch, con này thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Thì tất cả những hàng bên em bán đều là hàng chính hãng công ty nha anh chị, hàng Việt Nam ha. Oppo A16 này, bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Con này phiên bản Android 11 chấm nè. Giá bán là 2 triệu mốt nha anh chị. Con này em sẽ thanh lý với giá 2 triệu mốt cho anh chị ha. Còn mỗi con màu màu xanh dương thôi, em sẽ thanh lý với giá là 2 triệu mốt ạ. Oppo A16 nha anh chị, máy rất là đẹp luôn, vân tay bên hông nè. Giá 2 triệu mốt nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A16K. Oppo A16K thì màu đen nha anh chị, màu đen nè.
màn hình cũng lớn 6.5 inch luôn. Con này bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB ạ. Pin của nó là 4230 nha anh chị. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, pin 4230, máy xài được 2 SIM luôn ha. Rồi Oppo A16K thì em để lại giá là 1 triệu 6 nha anh chị. Giá 1 triệu 6 có đầy đủ phụ kiện ha, sạc, ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung. Samsung A03. Samsung A03 thì màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này tầm khoảng 92% ha, màn lớn 6.5 inch. Bản RAM 3 bộ nhớ 32 GB và pin của nó là 5000 mAh. Đó, Galaxy A03 nha anh chị. Máy xài full chức năng hết, mấy cái dòng này xài rất là bền luôn nha anh chị. Nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok các kiểu ok ha. Cảm ứng mượt mà luôn nha anh chị, mua về cho các bác lớn tuổi xài á, rất là thích ha. A03 này, giá bán 1 triệu 6 nha anh chị. Rồi cuối cùng là một con dòng Vivo. Vivo Y21 này. Vivo Y21 màu xanh xanh xám nha anh chị, bên phải thì màu xanh, bên trái thì màu xám ha. Đó, con này ngoại hình tầm khoảng 93% nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch nè. Vivo Y21, bản RAM 4 cộng 1, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Con này nó chạy phiên bản Android 12 chấm nè. Vivo Y21 ha. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 2 nha anh chị. Giá 2 triệu 2, có sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ ha. Máy rất là đẹp luôn nha anh chị. Vân tay bên hông. 4 cam ha, 3 cam. Giá bán là 2 triệu 2 nha anh chị. Vivo Y21 2 triệu 2. Rồi thì em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy hợp túi tiền và cảm thấy ok ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Sương ha, qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.